tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Theo những hình ảnh phát sóng trên truyền hình, một số tòa nhà đổ nghiêng rất nguy hiểm tại huyện miền núi Hoa Liên, nơi gần tâm chấn động đất. Trang Garden cũng đăng tải đoạn video dài gần 30 giây ghi lại khoảnh khắc mặt đất rung lên ở một đường phố của Hoa Liên một tòa nhà cao tầng bên đường bỗng chốc đổ sập xuống bụi tung mù mịt khiến người đi đường vội vã bỏ lại phương tiện và chạy thoát thân hiện chưa rõ có thương vong nào trong trường hợp trên hay không trận động đất cũng gây ra lở đất diện rộng khiến hàng chục người bị cô lập trong số đó nhiều người đang mắc kẹt trong các đường hầm xuyên núi mặc dù vậy các quy định xây dựng nghiêm ngặt và nhận thức rộng rãi về thảm họa của công chúng dường như đã ngăn chặn được thảm họa lớn đối với hòn đảo thường xuyên xảy ra động đất do nằm gần điểm giao nhau của hai mảng kiến tạo địa chất. Theo công ty điện lực Tai Power, phần lớn mạng lưới điện đã được khôi phục sau động đất do hai nhà máy điện hạt nhân trên đảo không bị ảnh hưởng. Nhà điều hành đường sắt cao tốc của Đài Loan cho biết không có thiệt hại về người và vật chất trên các chuyến tàu của công ty, mặc dù các dịch vụ sẽ bị trì hoãn do cần kiểm tra để đảm bảo an toàn. Nhà chức trách Đài Loan Trung Quốc đã xếp hạng trận động đất này thuộc cấp 6, cấp độ cao thứ 2 trên thang đo từ 1 đến 7. Tòa nhà thương mại Đài Bắc 101 nổi tiếng tại Đài Bắc đã thắp sáng suốt đêm mùng 3 tháng 4 để tưởng nhớ các nạn nhân của trận động đất này. Trận động đất mạnh 7,4 độ đã làm rung chuyển bờ biển phía đông của đảo Đài Loan, Trung Quốc, xảy ra vào lúc sáng 3 tháng 4, cách thành phố Hoa Liên 18 km về phía nam và ở độ sâu 34,8 km. Tiếp theo đó là một dư chấn mạnh đã tiếp tục gây chấn động khắp hòn đảo. Cơ quan cứu hỏa Đài Loan cho biết rất nhiều người thương vong và mắc kẹt trong những đống đổ nát. Cơ quan chức năng cho biết thêm tất cả những người thiệt mạng đều ở Hoa Liên. Trong đó có những người đi bộ đường dài thiệt mạng do bị đá rơi ở hẻm núi Taroko, một điểm nóng du lịch. Lỡ đá cũng đã khiến một tài xế xe tải thiệt mạng trước một đường hầm trên đường cao tốc Su Hoa ở bờ biển phía đông. Hầu hết những người bị mắc kẹt đều trong hai đường hầm ở phía bắc Hoa Liên. Một số công dân Đức bị mắc kẹt trong một đường hầm thứ ba ở cùng khu vực. Ngoài ra, lực lượng cứu hộ cũng tiến hành giải cứu 12 người trong đó có hai người Canada mắc kẹt trên đường mòn trong hẻm núi. Theo các quan chức Đài Loan, các báo cáo về thiệt hại trên diện rộng do động đất cũng đã xuất hiện, với hàng trăm tòa nhà bị sập ở Hoa Liên, hàng nghìn ngôi nhà hư hại, mất điện và một đường cao tốc chính bị đóng cửa do lỡ đất và lỡ đá. Toàn bộ mức độ thiệt hại vẫn đang được đánh giá, nhưng với việc đóng cửa nhiều đường bộ và đường sắt đã làm hạn chế khả năng tiếp cận tâm chấn của trận động đất ở Hoa Liên. Các video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một số tòa nhà bị sập ở Hoa Liên và người dân cùng lực lượng chức năng đang cùng mình giúp đỡ những người bị mắc kẹt thoát ra ngoài qua cửa sổ của một khu chung cư bị hư hại. Trận động đất xảy ra vào giờ cao điểm buổi sáng với các video cho thấy đường cao tốc rung lắc dữ dội, cầu vượt lắc lư ở Đài Bắc, xe cộ nảy lên, các hành khách trao đảo bên trong một đoàn tàu điện ngầm ở Đài Bắc. Người phát ngôn cơ quan thời tiết Đài Loan cảnh báo, các dư chấn mạnh tới 7 độ dự kiến sẽ xảy ra cho đến cuối tuần. Bà Chu Phượng Liên, phát ngôn viên văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc, cho biết Bắc Kinh đã đề nghị hỗ trợ cứu trợ sau khi Đài Loan xảy ra động đất. Hãng tin CNN dẫn lời bà Chu, các bên liên quan ở đại lục hiện hết sức quan ngại và gửi lời chia buồn chân thành tới người dân Đài Loan Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Bà nhấn mạnh Trung Quốc sẽ chú tâm đến tình hình và hậu quả sau thảm họa đồng thời sẵn sàng hỗ trợ cứu trợ thiên tai. Tuy nhiên, theo báo SCMP, Hội đồng phụ trách các vấn đề đại lục MAC của Đài Loan đã từ chối hỗ trợ của Trung Quốc. Hội đồng phụ trách các vấn đề đại lục của Đài Loan cho hay, "Chúng tôi nhận thấy rằng văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc đã bày tỏ lo ngại về trận động đất ở ngoài khơi Hoa Liên. Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm của họ, nhưng đại lục không cần thiết phải hỗ trợ chúng tôi trong việc cứu trợ thiên tai." Trong khi đó, Mỹ cho biết họ sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho Đài Loan sau trận động đất. Hiện Đài Loan chưa lên tiếng về việc đề nghị giúp đỡ từ phía Mỹ. Theo Trung tâm Chỉ huy Khẩn cấp Đài Loan CEOC, nhiều báo cáo cho biết có người đang mắc kẹt trong 7 tòa nhà bị đổ sập do động đất mạnh 7,2 độ vào sáng hôm 3 tháng 4. Theo đó, trận động đất đã khiến nhiều tòa nhà ở Đài Loan sụp đổ. Trong đó, quận Hoa Liên có số tòa nhà bị hư hại chiếm nhiều nhất vì khu vực nằm gần tâm trấn. Trung tâm chỉ huy khẩn cấp Đài Loan cho biết thêm, trận động đất đã ảnh hưởng đến nguồn cung cấp điện, khiến hơn 91.000 hộ gia đình mất điện. Công ty điện lực Đài Loan, Tai Power, đang nỗ lực khắc phục sự cố. Ngoài ra, một số dịch vụ tàu hỏa ở miền đông Đài Loan đã tạm dừng sau khi trận động đất xảy ra. Truyền thông Đài Loan đưa tin, đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra ở đảo này trong 25 năm qua. Vào sáng 3 tháng 4, một trận động đất có độ lớn 7,5 đã xảy ra ở khu vực ngoài khơi đảo Okinawa, Nhật Bản, ở gần Đài Loan, Trung Quốc, tâm chấn nằm ngoài khơi Thái Bình Dương, tại các khu vực thuộc đảo Yonaguni. Cấp độ địa chấn được ghi nhận ở mức độ 4 theo thang đo của Nhật Bản, trong khi tại các đảo Ishigaki, Iriomote, Kuro, Hateruma ở thị trấn Taketomi là cấp độ 3. Ngoài ra, ở thành phố Miyakoshima, và đảo Tajama cũng xảy ra các cơn chấn động với mức độ địa chấn cấp 2 được quan sát thấy. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, đây là lần đầu tiên kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2018, một trận động đất có độ lớn 5 được quan sát thấy ở tỉnh Okinawa kể từ sau trận động đất có độ lớn 5,6 với tâm chấn xảy ra gần đảo Izo Omote. Ngay sau khi xảy ra trận động đất, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã ban bố cảnh báo sóng thần ở hàng loạt các khu vực Miyakoshima, Yaeyama của tỉnh Okinawa và khu vực đảo chính Okinawa. Độ cao của sóng thần dự kiến là 3 mét ở khu vực Miyakoshima, Yaeyama và khu vực đảo chính Okinawa. Tùy thuộc vào vị trí, sóng thần có thể đạt tới độ cao lớn hơn độ cao quan sát được trên máy đo thủy triều. Bên cạnh đó, cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng khuyến cáo người dân ngay thời điểm hiện tại cần theo dõi các thông tin liên quan trong đồng đất trên đài phát thanh, điện thoại di động, di chuyển nhanh đến những khu vực cao, đồng thời cẩn trọng với khả năng xảy ra lở đất và sập nhà do các dư chấn sau đó. Trước đó, một cơn sóng thần cao 30 cm đã được quan sát thấy trên đảo Yonaguni. Sau đó, một cơn sóng thần khác cũng được xác nhận xảy ra tại đảo Ishigaki thuộc tỉnh Okinawa với độ cao tương tự và nhiều nơi khác tại đảo Yonaguni và đảo Miyako. Chính phủ Nhật Bản đã nhanh chóng thành lập văn phòng liên lạc văn phòng thủ tướng tại Trung tâm Quản lý Khủng hoảng để thu thập thông tin và thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Tòa thị chính Yonaguni kêu gọi người dân sơ tán đến địa điểm an toàn và nhân viên cũng bắt đầu sơ tán lên vùng đất cao hơn. Trong khi đó, Sở Cứu hỏa thành phố Ishigaki, tỉnh Okinawa cũng kêu gọi người dân ở các khu vực ven biển sơ tán thông qua đài phát thanh hành chính phòng chống thiên tai. Kể từ lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày 3 tháng 4, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã tổ chức họp báo để giải thích những lưu ý liên quan đến cảnh báo sóng thần và các cơ chế động đất khác nhau. Theo truyền thông Đài Loan Trung Quốc, trận động đất xảy ra vào sáng ngày 3 tháng 4 ở độ sâu 15,5 km ngay ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan là trận động đất mạnh nhất xảy ra ở đảo này trong 25 năm qua các cơ quan địa chất, khí tượng của Mỹ và Nhật Bản đã đánh giá cường độ động đất dao động từ 7,4 độ đến 7,7 độ. Số người thương vong do động đất được ghi nhận ở Đài Loan vẫn đang tăng vọt. Theo trang China Times của Đài Loan, không quân hòn đảo này vào trưa ngày 3 tháng 4 đã điều động vận tải cơ C-130 chở người và trang thiết bị cứu hộ đến những khu vực bị tàn phá do động đất. Hoa Liên được cho là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Giới chức địa phương lo ngại nhiều người vẫn mắc kẹt trong các tòa nhà cao tầng bị sập hoặc bị nghiêng ở Hoa Liên. Hiện ghi nhận có nhiều người bị thương vong sau trận động đất. Sunny Wang, một nhà báo ở Hoa Liên cho biết, lực lượng cứu hộ đang tập trung tại tòa nhà Sao Thiên phương Uranus Building, tòa nhà bị nghiêng và gần sập sau trận động đất. Channel Times đã công bố đoạn video ghi lại cảnh động đất khiến tòa nhà cao tầng trên bị lún, chỉ vài giây sau khi dư chấn xuất hiện, tòa nhà rung lắc dữ dội. Sau đó, khói bụi lập tức bao trùm tầng 1 tòa nhà trước khi cả công trình này sụt lún. Do thời điểm này xảy ra động đất vào giờ cao điểm nên khu vực xung quanh tòa nhà Thiên Vương Tinh có đông người qua lại. Nhiều người đi bộ và tài xế ở gần đó khi chứng kiến cảnh tầng 1 tòa nhà bị sụt lún liền hốt hoảng chạy xa khỏi hiện trường. Nhiều cư dân đã cố gắng sơ tán khỏi tòa nhà, một số khác vẫn mất tích. Lực lượng cứu hộ tiếp tục nỗ lực tìm cách tiếp cận những người có thể bị mắc kẹt dưới tầng hầm. Chiu Chao Wen một người dân ở vùng nông thôn ngoại ô thành phố Hoa Liên, cho biết trận động đất đã làm dung chuyển khu vực ông sinh sống. Các giá đỡ bị lật đổ, đổ xanh xứ rơi vỡ khắp nơi, song may mắn là không có ngôi nhà nào bị sập. Tuy nhiên, ông cũng cho biết người dân vẫn lo lắng do vẫn có hàng chục dư chấn sau động đất. Các chuyên gia địa chất khí tượng cảnh báo dư chấn có cường độ tương đương động đất có thể tiếp tục xuất hiện trong vài ngày tới. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chấn Mỹ USGS, chỉ 13 phút sau trận động đất 7,4 độ với tâm chấn chỉ cách thành phố Hoa Liên, Đài Loan, Trung Quốc, khoảng 18 km, gây tàn phá nặng nề thành phố và cảnh báo sóng thần đến tận Nhật Bản, Philippines. Một trận động đất khác mạnh 6,4 độ đã bồi thêm tâm chấn cách thành phố Hoa Liên chỉ 11 km. Hai trận động đất lần lượt xảy ra vào lúc 6 giờ 58 phút và 7 giờ 11 phút sáng ngày 3 tháng 4 theo giờ địa phương. Khoảng 10 dư chấn đã được USGS ghi nhận kể từ thời điểm đó. Phân loại theo cấp độ DEE, Thức chấn động mà người trên mặt đất cảm nhận được, thường liên quan đến mức độ tàn phá USGS phân loại hai trận động đất này lần lượt là cấp 9 mạnh, cấp 18 mạnh trung bình, cấp 10 là cao nhất trên thang đo này. Các hình ảnh được AP và Reuters ghi nhận tại thành phố Hoa Liên cho thấy nhiều tòa nhà cao tầng bị đổ sập, chính quyền địa phương cho biết nhiều người dân đang bị mắc kẹt trong các tòa nhà này. Chính quyền cũng đã đình chỉ các lớp học, giáo viên được yêu cầu đưa học sinh sơ tán ra các bãi đất trống. Theo The Guardian, hơn 87.000 hộ gia đình trên đảo Đài Loan hiện không có điện, sự cố internet cũng được báo cáo. Trong khi đó, phóng viên The Guardian từ thành phố Đài Bắc mô tả, gạch bong tróc bên ngoài những ngôi nhà cổ, tháp nước nứt, kính và đồ đạc rơi vỡ. Phóng viên này cũng cho biết dư chấn liên tục ảnh hưởng tới khu vực này từ 8 đến 9 giờ sáng giờ địa phương. Vào lúc 8 giờ sáng giờ địa phương, điện thoại của người dân thành phố Đài Bắc đã nhận được cảnh báo sóng thần từ chính quyền. Sóng thần có thể ảnh hưởng đến các khu vực ven biển lúc 9 giờ 59 phút. Trước đó, vào sáng 3 tháng 4, trận động đất mạnh 7 độ Richter ngoài khơi Đài Loan, Trung Quốc đã làm rung chuyển Đài Bắc, gây mất điện ở một số khu vực của thành phố. Các đài truyền hình Đài Loan đã công bố video một số tòa nhà bị sập ở quận Hoa Liên, khu vực nằm gần tâm chấn trận động đất. Một số người được báo cáo đang bị mắc kẹt. Một người dân sống ở Hoa Liên thuộc Đài Loan, Trung Quốc đã quay được khoảnh khắc động đất gây sạt lở núi khiến đất đá đổ xuống một thị trấn nằm gần đó. Theo đoạn video quay lại, có thể thấy dư chấn của trận động đất xảy ra tại miền đông Đài Loan, Trung Quốc đã gây ảnh hưởng cho ngọn núi nằm trong khu vực này và khiến đất đá cùng khói bụi từ trên núi đổ ập xuống thị trấn nhỏ nằm ngay đó. Dựa trên lời miêu tả của người dân địa phương, thị trấn trên giống như bị làn khói của ngày tận thế nút dẫn. Theo Cục Quản lý Thời tiết Đài Loan, trận động đất xảy ra vào lúc 7 giờ 58 phút giờ địa phương ở độ sâu 15,5 km ngoài khơi ở bờ biển phía đông Đài Loan. Truyền thông Đài Loan cho biết thêm, đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra trên hòn đảo trong 25 năm qua. Nhật Bản đã ban bố khuyến cáo sơ tán đối với các khu vực ven biển của tỉnh Okinawa. Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản GMA, sóng thần cao tới 3 mét có thể sẽ tràn tới các khu vực rộng lớn ở bờ biển phía tây nam Nhật Bản. GMA nhận định cường độ trận động đất ở Đài Loan ở mức 7,5 độ Richter. Cũng theo GMA, sóng thần cao 30cm đã xuất hiện tại đảo Yonaguni. Cơ quan địa chấn Philippines cũng đưa ra cảnh báo cho người dân ở khu vực ven biển của một số tỉnh, kêu gọi mọi người di tản lên vùng đất cao hơn. Một nhân chứng chia sẻ với hãng tin Reuters, trận động đất ở Đài Loan có thể được cảm nhận ở thành phố Thượng Hải. Truyền thông Trung Quốc cho biết trận động đất cũng được cảm nhận ở Phúc Châu, Hà Môn, Tuyền Châu và Ninh Đức, thuộc tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc. Chính quyền thành phố Đài Bắc chưa nhận được báo cáo nào về thiệt hại và hệ thống tàu điện ngầm của thành phố đã hoạt động trở lại ngay sau đó. Truyền thông Đài Loan cho hay đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra trên đảo kể từ năm 1999. Sau trận động đất mạnh 7,6 độ Richter, cướp đi sinh mạng của khoảng 2.400 người và phá hủy hoặc làm hư hại 50.000 tòa nhà.